Chào các bạn, trên tay mình đây là một sản phẩm đồ chơi chôn cực kỳ độc lạ, em bé ngồi bồn cầu. Đây là một em bé có cu to và đái vọt rất xa. Em bé sẽ đè thẳng lên mặt những người chơi nào mà banh chân em ra để xem bảo bối của em. Chúng ta sẽ tháo cái nút bên dưới bồn cầu ra và bơm nước vào đó và đậy lại, rồi mang đi chôn người khác thôi. Bây giờ bác đếm 3, 2, 1 banh nhá. Chuẩn bị nhá. 3, 2, 1, banh. Đó này hay lắm. Tiên cầm cho bác quay. Không bóng. Đây nhá. Nhìn chân thấy không? Nhìn chân rộng cái. Bác cầm này bẻ ra, hiểu chưa? Để mạnh ra. Để bác quay đến 3, 2, 1. Quay nhá, từ từ đã. Đây, quay vào đây. Để hai ngón tay cái đặt, để chưa được banh. Bây giờ đếm đã, để đến đầu gối nó này dễ hơn. Từ từ nhá. 3, 2, 1. Kêu kêu kêu.